Nhờ có chữ viết riêng nên người Thái lưu giữ được nhiều di sản văn hóa của cha ông, tạo nên một đời sống văn hóa vô cùng phong phú. Tại nhiều tỉnh có đông đồng bào sinh sống, để giữ gìn nét chữ truyền thống của dân tộc mình, những lớp học chữ Thái đã được mở ra, tạo cơ hội cho những người trẻ được tìm về cội nguồn dân tộc, từ đó biết trân quý và giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Câu chuyện tại tỉnh Sơn La. Không trống, không kèn, nhưng cứ đều đặn 8 giờ sáng hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, lớp học chữ Thái tại bản Tùm, xã Trường Khoi lại đầy đủ quân số. Chúng tôi đi học thì cảm thấy rất là vui. Các bạn nhỏ cũng đi học cũng rất là vui vẻ và hào hứng. Tôi đi học để biết được cái nguồn gốc, cái chữ của mình, biết viết. Không phải biết nói không mà lại biết viết nữa. Chính thức khai giảng từ giữa tháng 7, lúc đầu lớp học chỉ có vài chục thành viên và nhanh chóng tăng lên 86 thành viên. Tham gia lớp học này chủ yếu là các em học sinh từ 7 đến 18 tuổi và những người có chung niềm đam mê với văn hóa dân tộc Thái. Dựa trên giáo trình có sẵn, các ông giáo, bà giáo là thành viên câu lạc bộ hát Thái trực tiếp đứng lớp truyền dạy chữ Thái cho các thế hệ con cháu mình. Em tham gia lớp học chữ Thái để em biết được ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc mình. Em đã học được chữ viết và cách để ghép chữ để tự tin hơn về chữ Thái của mình ạ. Rất là ít người biết chữ Thái này. Tôi cũng hơn 70 tuổi rồi. Tôi muốn để cho các cháu ấy học để biết chữ Thái, chữ dân tộc của mình, để sau này các cháu có thể biết chữ của mình và biết tiếng của mình, để sau này nó sẽ mai một đi, để các cháu nó không có ai dạy thì họ không biết. Những đứa trẻ sinh ra vốn chỉ biết nói tiếng Thái, chứ không biết đọc, biết viết, càng không biết nguồn gốc của chữ Thái, nhưng giờ đã khác. Sau những buổi học chữ Thái, em có thể luyện nói và giao tiếp của mình một cách hoàn thiện hơn. Em biết đọc, biết có thể tự viết được chữ Thái. Khi học chữ Thái thì em thấy là điều này có thể là cho mình biết được cội nguồn chữ tiếng gốc của mình. Việc tổ chức các lớp học chữ Thái không chỉ mở ra cơ hội cho các em học sinh được tìm hiểu về ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết của dân tộc, mà còn bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.